Đấy, cái này là xong rồi đó. Hả? Ăn mẫu. Ra hình như vậy thôi. Còn anh em về muốn mà lấy cái dao chích đây cho nó nhỏ, nhưng mà thôi. Ba cái loại này thì mình chơi như vậy là được rồi. Không cần phải nhiều. Cái này về họ sấn cốt. Sấn còn phân 2. Có dao sấn xuống. Sấn cho bằng này nè. Đấy, anh em có nhu cầu về dưỡng này thì alo cho mình đó. Cái này là của Trường Kỷ nhé. Chốt này, chốt của Trường Kỷ. Anh em lưu ý cái này là của Trường Kỷ. Nó có tới năm một bộ, nó cả 100 con, 150 con. Thì nghe ông anh cũng nói là 150 con. Ngắn, cái này là hai cây dài. Còn loại này nữa. Cây này thì mình đã làm xong rồi. Cây này nó có 3 phân thì mình làm 3 phân rưỡi cho nó đều cây luôn. Đúng không? Đấy. Còn mấy mẫu này nữa này. Đấy, mấy cái mẫu này nữa, 3-4 mẫu. Bắt đầu làm cái một mẫu này. Đây. Đây nó đâu đây này. Và chơi mẫu dài chứ. Cắt một đánh số cây cắt như là như thế này à, làm thêm cây các bạn thấy
Tốc độ này nó khoảng tầm 9.000 vòng một phút nha anh em. Đấy, coi như là xong. Về sấn cốt chỗ này sấn cho nó còn 1/2, tùy theo mỗi người, người thích phân rưỡi phân sáu thì tùy. Và là xong. Anh em có nhu cầu về những cái loại này cứ alo cho mình. Này là của nó là đường kính này là 3 phân rưỡi, 35 ly nhé. Có thể mình xuống 34 ly hoặc 33 ly vẫn được. Nhưng sau cái này nó ok là được nha. Đó. Anh em có nhu cầu về cái loại này cứ alo cho mình. Này nó khoảng 24 phân. Từ cái này tới cái này là 24 phân anh nhé. Anh em có nhu cầu cứ alo cho mình, giao cỡ dập về máy chép như thế này. Chào anh em.